cây một thân nó về nó phá được cây ba thân. 2 năm 4 triệu rưỡi. Ngon nhỉ. Con này bây giờ tiền trăm tầm vàng. Con này ạ. Bây giờ mà cứ đưa 100 là sau này tôi khẳng định là con bê tay trên thị trường không có là sạch ba thân. Hai mặt như nhau. Xem đặc biệt. Hai mặt như nhau kinh điển thôi. Cây này nó phá rồi. À ngon, ngon đấy. Cây này ngon. Gì cơ? Ngon đấy. Ngon. À ngon đấy. Thì không có dám ý kiến gì đâu, nhưng mà đấy, cái gu của mình ấy. Cái khoái nó thân thiết, nó phải rộng rãi xương. Chân của tao mày nhìn thấy nó biết chân thì rất là đẹp rồi, đây con này biết rồi, hai bên đều vặn vặn. Con này mà thị trường nó phải tầm 20 hả, thị trường ngoài thị trường phải tầm 20 biết là gì, ở ngoài thị trường phải tầm 20 đấy, 20 ai bán cho mày đấy, xong đến nơi đâu mà ai bán cho mày, đúng rồi cũng có chứ. Giờ toàn cái toàn là con này tao nói mày biết lên chậu quá lâu rồi. Tao khẳng định mày hai mặt bên kia còn đẹp hơn mặt bên này. Vâng, đúng rồi, mặt kia là mặt chơi, mặt thuận hơn mà. Mặt kia, chơi là chơi mặt kia ấy chứ. Tao khẳng định mày nói là con kia của mày không phải nhất trí. Đúng rồi, nhất trí bác. Sang qua ngó cây bác để học tí. Mướt quá nhỉ? Gì? Cây nào cũng mướt nhỉ? Nhìn cây nào cũng mướt. Con này u sần khiếp. Con nào? Con kia. Da rẻ nhìn khiếp. Đấy. Nhìn cây này qua vừa cắt ra tầm. À để đứng ở đây cho nó dễ. À? Đứng ở đây nhìn cho dễ. Wow, con này khủng khiếp quá. Đấy. Bao giờ mình kế thừa được con này nhỉ? Kia vậy nhỉ? Phần cốt tây cảnh rõ ràng thế. À. Toàn một cỡ, toàn cỡ một người bên nặng. Người bên nặng. Đây rồi mà nó chê, nó cắt sớm quá. Sớm không? Lấy về nó cắt rồi. Cắt cao cao này này. Thì bỏ nó nốt cái khẩu ấy đi để nuôi. Lấy đi thì không được đâu. Lấy cao lên á. Không phải lấy cao không, nhìn như thế là không. Thì mới mua về là thế mà. Thì mình cứ được nuôi ngày nào đâu. Bây giờ mình nuôi lại thì nhất của bạn. Vâng. Đấy. Từ Nam Định trở lên đấy. Mua từ Nam Định trở lên đấy. Con trực của tao ấy, con ấy đẹp lắm, con trong trực rồi. Đúng rồi. Nó mua 3 năm rồi, mày biết của đoàn cổ có mua là 8 triệu. Đoàn á? Đoàn hữu bằng á? 3 năm rồi. Mày có hỏi ông có xem có đúng không? Đúng rồi. Vâng. Khiếp nhỉ, khủng khiếp đấy. Nay lên cảm giác nó khác, mỗi lần lên nó lại khác nhỉ. Đây cục này sướng này. Con này à? Kinh nhỉ. Nhưng mà nó hạ luôn này rồi á? Hay là mình về mình hạ đấy? Tao về tao làm lặn như này. À. Mua nó không có cái gì luôn. Kinh nhỉ. Kèm cái điều này. Nhưng mà đấy, cái thân pháp dã man. Nó thức thành xong rồi. Con đấy ba thịt đấy. Con chân mày. Đây ạ. Ừ. Đó là nhỉ. Tháng 12 Tết. Mục A vậy nhỉ. Ừ. Cái này
cái này á? Cũng chưa rõ được. Cũng chưa rõ được. Không, cây của em nó làm sao một cây này? Nó nuôi ở dưới nó thế, nó nuôi ở dưới nó thế đấy. Thế cơ? Nó nuôi ở dưới bãi nó thế. Cây này của tao nó nhìn như này. Ui, cây em cọ ra nó vàng ươm vừa nãy cọ rồi, vàng đấy. Vàng chưa chắc đã phải là cây già. Nhưng mà thân nó như thế mà không già thì có mà đến bao giờ mới già? Cây nó rút yếu đâu. Già đấy. Năm biển già nó nuôi ra tay cái nó phải rút mầm luôn. Rút vấu luôn. Thế là cây già. Ừ. Nó tùy khí hậu. Ông em này. Ông em này vẫn thích. Xì. Xì rồi hả? Vâng. Có xì thì bây giờ thì nó bảo thị trường bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu tiền. Không biết ở trong nó như nào nhưng mà thấy nó khá này cũng giá trị rồi. Vì tay cành đẹp lắm. Vâng, không nhìn được nó rậm quá nhưng mà nhìn có vẻ là ngon đấy. Có vẻ không khác gì cây này. Có vẻ là ngon. À thế à, cây này không khác thì cây xanh luôn, nhưng cây xì thì còn thân đặc luôn. À, thế thì tiền là tại chủ rồi. Mình muốn nó là bao nhiêu nó là bấy nhiêu. À, chứ thị trường nó cũng tương đối đấy. Nó phụ thuộc vào người bán đấy. Nó phụ thuộc vào chủ cây đấy. Nếu mà tầm cây đẹp rồi thì nó vô cùng. Cây này tiếp và lá màn nhỉ, lá đẹp nhé. Con này được không? Ôi trời, tuổi gì đâu mà dám nói. Quê nhưng chất lượng quá đẹp. Cần gì phải điền mày. À, điền là cái gì? Điền nếu mà răng làng làm sao ăn được quê. Cũng phải cứ đồng ý, nếu mà nói về Nam Điền thì nó hơn quê, nhưng có phải cây nào cũng hơn được cây quê đâu. Rồi. Mình phải nói rất lạ. Mà quê nó phải nhiều dòng quê chứ, quê mà nó đẹp này mà quê nó đẹp nó còn hơn. Thế. Nó không kém gì điền. Đúng rồi. Nó răng nó dày như 1-8, 1-10. Điền thì kiểu nó như nuôi cái loại đội quan võ ấy. Có cái loại điền nó không bằng quê. Điền mấy loại? Điền nhiều lắm, điền phải gần chục loại. Có loại điền không bằng quê. Điền hàng chục loại. Nhiều siêu phẩm nay tống bớt ra thị trường nữa. Mỗi anh em hưởng tí. Có ai mua đấy không các bác? Gợi ý. Gợi ý. Mua đi mẹ rẻ như xôi thì mua quá đẹp. Không, nhìn nhiều khi sợ không dám hỏi. Thật. Không phải sợ mà có cái gì mà phải ghê. Nhìn này là biết là tiền là căng rồi, rét rồi. Tất nhiên là nó phải đắt cái phôi rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà mình sở hữu nhiều quá mà người ta thèm một cây cũng không có. Đây bác ngâm gì, phân lợn hay gì ạ? Trước này làm gì có chỗ mà ấp khúc nhé, mà chẳng đúng rồi, toàn chậu đẹp mà ấp. Bảo có đâu mà nó ấp rồi, ấp không có chỗ ấp. Mà ấp nó rơi riết cả quỳnh lắm, mà không có mãi nó mới ngấm. Tưới là không ăn được luôn mà lại sạch. Phải quá, cây nào cũng mướt. Tao còn 10 cây. Bộ đôi. Bộ đôi trực thì giống nhau quá. Và kinh đấy nhỉ. Bên đấy là sang là phải mở cửa đúng không? Cửa nó mở tối tập vào sáng. À. Tí nữa cứ sang cô Tư đúng không? Bây giờ mới để xe đây tí nữa mình đi sang. Vâng. Tí nữa sang ngó hôm mấy sang mấy lần rồi mà chưa ngó bên đấy. Thích nhỉ, chỗ nào cũng thích nhỉ. Con đấy thì để các điều kiện. Con này bây giờ 300 chắc là không bán đâu. Cái này gì? Chứ mặt mày. Cái này gì? Cái này gì ạ? Thì tao đánh giá con này của tao nó phải lên tiền tỷ. Con này thì tao đánh giá nó không có con xanh bê tay nào như con này. Con này thì lên được. Gì cơ? Con này thì lên được. Hả?
lên được dáng dấp với thân pháp lành lặn. Không sướng. Có cây nào đẹp như thế này để mà đánh giá. Cút kiếc là sướng nhỉ. Cút kiếc giật ngọn nghiếc ngon nhỉ. Con kia người ta không khác thì con tiên não dáng trần phình xuống dưới kìa. Đâu, 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 à con kia gì, à vâng, vừa nãy cứ xem con soi con. Không khác thì tiên não dáng trần. Đây là một đôi thì đúng không ạ? Nhỉ? Nhìn có như huynh đệ với nhau. Cây nào đẹp này, chết rồi. Con này sao dã man này. Này. Con này. Con này dã man. Thích. Con trong kia tôi mua tháng 11 4 năm. Con nào ấy? Đây ạ. Đây ạ. Có cùng. À. Cùng nhận chị. Mua thật tháng 11. Để đi ra bên này về nhìn. Hai mặt nhìn nhau. Chắc là lúc đấy mua, bây giờ chắc là không bằng. À ừ, con này. Hả? Con này hòm hòm thôi. Ngon. Con này hòm hòm rồi, ngon đấy. Còn lâu. Nhưng mà đấy 5-7 năm nữa. Đó, hòm hòm có cút rồi. Đấy ngọn này, ngọn đẹp tí. Nuôi ngọn đẹp tí. Ngọn ra ngoài này chứ. Hôm nay nuôi to, cắt cái ngọn này. Đây số 2 bên kia. À. Cái tiêu này gì đẹp. Nói chung là cốt nào cũng chọn cũng. Con đấy thì đẹp lắm. Giả, kinh điểm. Nhìn này. Mày quay mày đưa về dí chính diện rồi mày. Không bạch nữa. Đưa về. Đây. Chưa mày đưa dí điện thoại trước lên trước mặt mày. Đúng.